Đây là lá chuối nha. Đây là xôi mình nấu lên sẵn. Rồi để từng cục riêng để cho dễ làm đó mà. Nên mình làm bánh chưng thì thịt ba rọi mình cắt dài và mình hầm cho nhừ trước. Và đây là đậu xanh, có nêm muối, bột nêm, vàng phi. Ngày hai chúng ta sẽ quay lại. Yes. Nó không dính đâu, tại xôi nó có dầu á, trong xôi nó có cái oi á, nên xôi nó không... đó mình nặn cứng rồi đó, cứng rồi đó, thì mình sẽ cho lấy một cái miếng lá chuối to, to như vậy nè, để vô và mình cuốn thêm một lần nữa, kẹp hai bên vô nhá, mình cuốn như vậy trước, xong mình cục hai bên nó lại. Đó, nó là cái bọc cứu này thì nó cũng hết rồi mình đang chờ sẵn về mua ha. Xong sau đó mình cuốn cái bọc cứu này vô, quật hai cái đầu nó lại. Bọc nhiều lớp, bọc kín chút xíu ha. Bọc cuốn đây. Bọc thêm một lớp nữa. Thấy mà, từng phế rất là chắc. Cái này cần thêm bọc. Chúng ta dùng những cái lá chuối nhỏ để chúng ta cuốn, sử dụng cái phương pháp mà cuốn sushi đó. Xong sau đó chúng ta phải có một cái lá chuối lớn để chúng ta cuốn hai bên hông này vô như vậy. À, rồi cuốn tròn lại, rồi wrap cái bọc giấy, cái bọc ni lông. Chúng ta đổ nước nửa phần bánh và hấp trong vòng một và tiếng. Là bánh sau khi một tiếng rưỡi đã hấp nóng chừng một tiếng và để nguội.